đây chào anh em nhé. Có rất nhiều là nhiều anh em hỏi giá về cái bộ đục này nhé. Thì hôm nay mình sẽ đục demo cho anh em một cái, đây là cái cư viền gấp 4 các bạn nhé. Thì rất là nhiều anh em hỏi giá về cái bộ đục này. Mình mới về được 5 bộ nhưng có một bộ thì khách đặt rồi, chỉ còn có 4 bộ thôi. Anh em nào mua hàng thì nhìn dưới phần chủ đề nhé, các bạn có thể là liên hệ với bên bên shop nhé. Các bạn có thể là liên hệ với bên shop thì sẽ tư vấn cho các bạn kỹ càng hơn các bạn nhé. Đây, đây là cái lỗ mình mới đục ra các bạn nhé. Nếu như các bạn muốn dài hơn thì chúng ta sẽ đục hai lần các bạn nhé. Chúng ta sẽ đục hai lần để dài cái lỗ dài hơn. Đó, đây là bộ đục nhá các bạn nhé. Đây là sản phẩm mình mới đục ra này. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó rất là đẹp nhá và nó chỉ có một cái tí gần gọn ở đây thôi. Nó có một chút gần gọn ở đây thôi. Mình đánh bóng qua thì nó ok các bạn nhé. Đó. À, bạn nào quan tâm đến sản phẩm này, xem dưới phần chủ đề nhé.